Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé. Thì như tất cả các bạn đã biết, để duyệt được web thì các bạn có rất nhiều trình duyệt web, có thể là Google Chrome, có thể là Cốc Cốc, có thể là Safari, có thể là Firefox và có thể là Internet chữ E, đúng không? Thì trong video lần này mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách xóa lịch sử duyệt web trên ứng dụng Cốc Cốc. Thì để xóa được cái lịch sử duyệt web trên ứng dụng Cốc Cốc, các bạn truy cập vào cái trình duyệt web Cốc Cốc cho mình nhé. Có thể là ở trên hệ điều hành Android cũng như hệ điều hành iOS nhé. Đây nó là một cái ứng dụng. Các bạn kích vào này. Khi cái trình duyệt web Cốc Cốc này mở ra, các bạn ấn vào dấu ba gạch cho mình ở dưới góc dưới màn hình bên phải nhé. Thì đây nó là cái lịch sử duyệt web đã hiện ra, các bạn kích vào cái lịch sử duyệt web cho mình này. Các bạn muốn xóa một cái website nào đó đã truy cập thì các bạn chỉ cần tích vào dấu nhân này thôi. Đây là mình tích này. Đấy, nó sẽ mất này. Ví dụ mình muốn xóa cái Facebook này này. Các bạn tích vào dấu nhân này này. Nó sẽ mất này. Ok này. Đây này. Ok này. Còn trường hợp các bạn muốn xóa tất cả cái lịch sử duyệt web này thì các bạn chỉ cần kích vào cái xóa dữ liệu duyệt web cho mình. Thì một bảng này nó sẽ hiện ra. Xóa lịch sử tất tật từ trước đến giờ cũng có, xóa 1 tháng cũng có, xóa 7 ngày cũng có, xóa 24 giờ cũng có, 1 giờ qua cũng có, 15 phút qua cũng có. Thì các bạn lựa chọn làm sao xóa cho phù hợp thì thôi. Mình sẽ xóa từ trước đến nay. Và mình chọn xóa cả mật khẩu đã lưu, xóa cả dữ liệu tự động điền vào và xóa cả chế độ cài đặt trang web không có. Và mình chọn xóa dữ liệu. Đó, như vậy là tất cả các lịch sử duyệt web Cốc Cốc từ trước đến nay của mình đã bị xóa trong vòng một nốt nhạc. Thì trên đây là cái video chia sẻ cách xóa lịch sử duyệt web trên ứng dụng Cốc Cốc. Thì video chia sẻ của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hết cái video của mình. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì hãy cho mình một like, một sub, một đăng ký. Bởi vì nó hoàn toàn miễn phí nha.